Thơ và chương trình điểm phim và nhân vật điện ảnh trong tuần của Sài Gòn TV xin kính chào quý vị và các bạn. Để mở đầu, Hương Thơ xin giới thiệu đến quý vị những bộ phim mới đang được trình chiếu trong tuần này. Sin City: A Dam to Kill For, Hương Thơ xin tạm dịch là Thành Phố Tội Ác, là phần 2 của bộ phim hành động Tội Ác Gangster. Sin City đầu tiên được chiếu vào năm 2005 là một bộ phim đã thu về 158 triệu Mỹ Kim so với kinh phí thực hiện chỉ có 40 triệu Mỹ Kim mà thôi. Và phim từng được đứng thứ 100 trong top 250 phim hay nhất trên trang web Internet Movie Database. Sin City tập 2 vẫn do đạo diễn tài năng Robert Rodriguez đồng chỉ đạo và viết kịch bản với Frank Miller và William Monahan. Phim chuyển thể từ truyện tiểu thuyết bằng tranh có cùng tên của Frank Miller. UP Basketball! Basketball! Sin City tập 2 vẫn lấy bối cảnh một thành phố đầy rẫy tội ác. Phim vẽ lên một thế giới gồm những tay cảnh sát đồi bại, các chính trị gia tham nhũng, những tên tội phạm khét tiếng của xã hội đen, những cô gái giang hồ có trái tim bằng vàng và một kẻ dị dạng chuyên giết người hàng loạt. Phim gồm có 4 câu chuyện ngắn và mỗi câu chuyện dài 45 phút luôn mở đầu bằng lời dẫn chuyện của một nhân vật nam chính. Đề cập đến những người đàn ông trở thành người hùng bất đắc dĩ, mang thân phận đặc biệt, đều bị vướng vào những tình huống oái oăm vì một mỹ nhân, vì tình yêu mà họ đã sử dụng súng đạn và vũ lực, hy sinh thân mình chống lại những tên tội phạm đang hoành hành trong thành phố này để đòi lại lý lẽ từ tay những kẻ thù ác độc. Câu chuyện đầu tiên là của Marv, do Mickey Rourke đóng, là người có sức mạnh phi thường và là một tên sát nhân đã giết người yêu của anh. Tiếp theo là câu chuyện đối đầu của một nhóm cảnh sát biến chất và nhóm nữ quái. You have 10 seconds to tell us what you're doing bringing cops to Old Town. Sau đó là cuộc chạm trán của Hartigan do Bruce Willis đóng, một cảnh sát luôn đấu tranh giành công lý với tên tội phạm đang bắt một bé gái làm con tin. Sau cùng là câu chuyện của Dwight do Clive Owen đóng, là một người đàn ông mà cuộc sống đã bị đảo lộn và gặp bao nhiêu rắc rối khi gặp lại Ava, một người tình cũ trong quá khứ. Từng là một giấc mơ tuyệt vời và nay đã trở thành một ác mộng kinh hoàng với bao nhiêu âm mưu lừa đảo. Vai Ava do Eva Green thủ diễn. Everybody. Jessica Alba trở lại trong vai một vũ nữ tên là Nancy. Sau khi đánh mất tình yêu của đời mình, cô đã đánh mất nét ngây thơ ngày xưa mà trở nên tăm tối và căm hận hơn bao giờ hết. Maybe I'll go crazy. Để thủ vai này, Jessica Alba đã phải tập luyện những động tác vũ múa với một biên đạo múa để có thể thực hiện được những cảnh nhảy điêu luyện. Nữ ca sĩ lập dị Lady Gaga cũng sẽ góp mặt trong một vai phụ trong phim. Tuy nhiên, trong phần 2 này, dường như mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào vai diễn của Eva Green trong vai phu nhân quỷ quyệt Ava Lord. If you're a man, kill him. You've just made me a very rich woman. She betrayed me. They've crossed a line. From Frank Miller, the creator of 300. No going back. Sin City: A Dame to Kill For. Phim đã sử dụng hai gam màu chủ đạo là trắng và đen, giống như phong cách phối màu của Frank Miller trong tập truyện tranh của ông. Hai màu đen trắng tương phản đến nhức mắt, nhưng đã làm nổi bật những màu sắc khác trong phim, như là màu vàng ố của làn da gớm ghiếc của tên côn đồ, màu đỏ của máu tươi hay màu của môi son của những nhân vật nữ gợi cảm trong phim, khiến cho những hình ảnh và diễn biến trong phim vô cùng linh động. Action in Sin City, it's beyond what you can do in the real world. It's not about the boundaries of real life, it's more about what you could imagine in your mind. Người xem sẽ thấy choáng ngợp với những cuộc chiến liên tục giữa những sát thủ thuộc các băng nhóm tội phạm khét tiếng, không ngần ngại sử dụng những thủ đoạn đê hèn nhất để trừ khử đối phương. Bên cạnh những cuộc đụng độ mới với những nhân vật mới và ân oán mới liên quan đến mối quan hệ đen tối giữa những tay cảnh sát tham nhũng và những kẻ kinh doanh bất chính, coi con người như là một món hàng để trao đổi. Dù nội dung của từng mẫu chuyện đều khác nhau, tình huống của từng nhân vật trong bộ phim đều khó đoán, nhưng sẽ tạo cho người xem nhiều bất ngờ thú vị.
show them who ruled Sin City, Sin City. Four-inch heels, airbrush nails, back and forth on the stage. Couldn't keep my eyes off that killer babe. Sin City phần 2 với kịch bản ngắn gọn, cốt truyện hấp dẫn với nhiều màn đánh đấm như phim võ thuật kiếm hiệp của Hồng Kông sẽ đưa người xem vào cái thế giới phức tạp, điên loạn và tâm tối của súng đạn, của tội ác, nơi mà đàn ông và đàn bà đều xấu xa như nhau. You never thought we'd stand a chance against the most powerful man in the state. Don't avenge me, Nancy. It'll be the death of you. Don't worry, I got this. Đây sẽ là một bộ phim đang được mong chờ nhất cho những khán giả nào hâm mộ dòng phim đậm chất bạo lực và tình dục nhưng giàu tính nghệ thuật. Thưa quý vị, phim Sin City tập 2, A Dame to Kill For dài 2 tiếng và được MPAA xếp loại R. You be smart to kill me now. Be a man. I hope you don't mind me saying this, but that there's a dame to kill for. If I Stay, xin tạm dịch là Nếu Em Ở Lại, là từ của một bộ phim bi kịch tâm lý siêu nhiên của đạo diễn R.J. Cutler. Nội dung được dựa vào quyển tiểu thuyết ăn khách có cùng tên của Gail Forman và câu chuyện được kể lại bằng chính nhân vật trong phim là Mia Hall. Vai này do Chloe Moretz thủ diễn. What's that? You'll be auditioning for Juilliard. That's the ceiling. I figured, you know, if you look at it every night, it won't seem so scary when you get there. Mia là một thiếu nữ xinh đẹp 17 tuổi và cũng là một nghệ sĩ chơi đàn cello đang lên. Cuộc đời đang là một màu hồng tươi thắm đối với Mia, vì chung quanh cô lúc nào cũng bao phủ tình yêu của âm nhạc, của gia đình, của bằng hữu và của mối tình đầu tuyệt đẹp. But he already was somebody. Me? Not so much. She shouldn't be scared to hang out with those guys. They're us. Exactly. Adam's here. Kids, be careful out there. Here it gets pretty wild. Mia cứ tưởng sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời mình là theo đuổi giấc mơ âm nhạc, được thi vào trường nghệ thuật nổi tiếng Juilliard tại New York, hay là chọn con đường khác để có thể gần với người yêu là Adam, cũng là một nhạc sĩ chơi đàn guitar, vai Adam do Jamie Blackley thủ diễn. Like here I am, Mia, the girl who thinks about the cello and Adam, and just like that. Mom! Daddy! Dad! Am I dying? Tất cả thành viên trong gia đình Mia đều tử nạn, chỉ duy có mình cô là còn sống sót, nhưng đã bị rơi vào cuộc hôn mê vô định. Và trong cuộc hôn mê này, Mia đã trải nghiệm một hành trình giữa lằn danh sống chết với kinh nghiệm cận tử. Khi thể xác cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu, còn linh hồn của cô thì lại lang thang trong cõi thực để theo dõi cuộc sống của gia đình và bè bạn. Kids waking up an orphan. If she wakes up. Say something, I'm giving up on you. What am I supposed to do? Và đây mới chính là sự lựa chọn sinh tử, vì Mia giờ đây chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là một, chọn tiếp tục sống để ở lại trần thế với người yêu, hay là chọn cái chết để được đoàn tụ với gia đình ở bên kia thế giới. Life is this big, fat, gigantic mess. I don't... But that's the beauty of it too, you know? Please, I just want to feel you touch me. I'm not dumb enough to think that I can fix what happened. You can't. But I'll do anything. I can't love you. Liệu Mia có đủ nghị lực phi thường để phấn đấu, giành lại mạng sống hay không? Hay là cô sẽ buông xuôi để linh hồn ra đi vào cõi vĩnh hằng? Yesterday, the same you I'll be in love with tomorrow. You still have a family, Mia. I can't lose her. If I Stay là một bộ phim có một nội dung vô cùng bi thương, với những tình tiết tâm lý nhiều xúc cảm, sẽ khiến chúng ta suy ngẫm về cuộc sống và chắc chắn sẽ lấy nhiều nước mắt của người xem. Phim này dài 1 tiếng 46 phút và được MPAA xếp loại PG-13. With everybody gone, it might be too hard for you to keep fighting. But I want you to live. You wrote me a song. You're my home, Mia. Stay. Say something.
When the Game Stands Tall là tựa của một bộ phim hành động thể thao do đạo diễn Scott Marshall Smith đồng chỉ đạo với Thomas Carter. It's your shot. We will never experience anything like this again in our lives. My grandfather waits for me to get back from practice just so I can tell him how we're doing. I love you guys. We always say to finish strong, right? De La Salle streak and tradition continue. Nội dung phim được dựa theo một câu chuyện có thật xoay quanh cuộc hành trình của vị huấn luyện viên huyền thoại tên là Bob Laduce, người đã đưa đội football của trường trung học De La Salle High Spartans từ một vị trí thấp kém trở thành một đội bóng với 151 trận chiến thắng lẫy lừng liên tiếp trong vòng 12 năm, phá vỡ kỷ lục của môn thể thao này ở Hoa Kỳ. Vai huấn luyện viên Laduce do Jim Caviezel thủ diễn. How long do you think he can keep the streak alive? The streak was never our goal. The movie starts with these rock stars, and then suddenly they lose. The streak is over. The longest winning streak in sports history is now over. Qua khả năng huấn luyện tài giỏi, huấn luyện viên Landuser đã mang về vinh quang cho đội football Spartans với 12 mùa chiến thắng liên tiếp, một kỷ lục tương đương với một đội bóng rổ của Passaic High School với 159 trận thắng liên tiếp. Huấn luyện viên Landuser còn được ghi danh tại National High School of Fame vào năm 2001. You've got to decide what you want to be. Only way I'm going out of this game is on a stretcher. You know why they call me Buster? Because you're stupid enough to let them. Bob Laduce năm nay 60 tuổi. 25 tuổi, ông bắt đầu giữ vai trò huấn luyện viên cho trường trung học De La Salle High Spartans tại Concord ở California từ năm 1992 đến năm 2004. Và ông chính thức về hưu vào đầu năm 2013. After today, you're going to find out a lot about yourselves. And you know something, we're all going to find out what this team is made of. Đội banh của huấn luyện viên này đã đứng đầu bảng xếp hạng của USA Today 5 lần và ông đã được bầu chọn là Coach of the Year, tức là huấn luyện viên của năm 3 lần. Thưa quý vị, phim When the Game Stands Tall dài 1 tiếng 55 phút và được MPAA xếp loại PG. No matter where we go or what we achieve, nothing's ever going to come close to what we have right here, right now. When the game stands tall. Đến đây, Hương Thơ xin được tạm ngưng chương trình điểm phim và nhân vật điện ảnh trong tuần của Sài Gòn TV để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại ngắn. Hương Thơ sẽ trở lại ngay, xin quý vị tiếp tục theo dõi.